Hello, xin chào anh em quý khách hàng của các bạn đã tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe đáy cũ của bên mình. Thế ngày hôm nay mình lại có một siêu phẩm thùng siêu dài 6m1 muốn mang đến cho anh em quý khách hàng của bạn thưởng thức trong video ngày hôm nay. Một phiên bản thùng kính inox rất là xịn sò, xe còn đăng kiểm tới tháng 8 năm 2021, đăng kiểm còn rất là dài. Nhìn cụm đèn pha halogen thiết kế dạng đứng, đầu cabin dạng đứng, mang phong cách giống như Isuzu, rất là đẹp, với thương hiệu là VM Motor do nhà máy VM Việt Nam ráp và sản xuất. Xe sản xuất 2017 anh em, niên hạn sử dụng đến 2042. Xe với tải trọng là 1,8 tấn, khối lượng toàn bộ là 4,990. Một chiếc xe tải vô thành phố được. Phiên bản khối lượng bản thân là 2,9 tấn, nước sơn màu xanh, đầu cabin vuông, lưới tay rất là rộng rãi và rất là nhìn xe rất là hầm hố và rất là đẹp. Phiên bản thùng siêu dài chuyên dùng để chở những mặt hàng như là mod shop, hoặc là những mặt hàng gia dụng, hoặc là những mặt hàng mà ống nước, hay là mặt hàng mà thép mà cần về chiều dài của cái thùng, thì xe này là một sự lựa chọn rất là hoàn hảo cho anh em quý hàng của các bạn. Đấy. Thì xe này được trang bị khối động cơ cũng rất là lớn, với dung tích xi lanh là 2,4 lít, động cơ của Hyundai ga cơ. Nói chung là 2017 là dòng ga cơ rất là dễ bảo hành, rất là dễ sửa chữa luôn anh em. Đấy, xe tiếng máy nổ rất là kích thích luôn, rất là đã luôn. Xe này công suất đạt tới 75 kW tại vòng tua 3400, máy dầu 4 kỳ 4 xi lanh thẳng hàng. Xe không đổ hơi, cam kết máy zin. Xe không đâm đụng ngập nước. Nói chung xe này cam kết là máy zin, chưa bung, không đổ hơi. Xe máy rất là đã luôn, nghe tiếng máy rất là kích thích, rất là đã luôn anh em. Đấy, dòng V-motor thùng siêu dài 6m050, chiều ngang là 2m035 và chiều cao là 1m930. Đấy. Xe không sexy còn rất là cứng khừ luôn anh em. Nghe cái máy rất là đã, rất là thích. Xe có máy lạnh, dàn máy lạnh teo luôn, siêu khủng luôn, làm lạnh rất là nhanh. Với cái dòng xe Vim như thế này, nói chung là dòng xe Vim thì chất lượng cũng tương đối, giá thành rất là bình dân. Thì con này bên mình dự kiến chào bán cho anh em quý hàng của các bạn với mức giá là 305 triệu, có thương lượng cho anh em đến đây xem xe và trải nghiệm với dòng xe bên mình. Nói chung là dòng Vim thì chạy cũng rất là tương đối, và những cái dòng mà thùng siêu dài mà vô thành phố như thế này thì rất là hiếm hoi anh em ạ. Những cái dòng xe chính hãng thì không có, chỉ có những cái dòng xe của Trung Quốc và Việt Nam lắp ráp và sản xuất như dòng Vim này mới có những cái thùng siêu dài như thế này, mà tải nhẹ vô thành phố thùng siêu dài như thế này là chỉ có cái dòng Vim này. Rất là tuyệt vời để anh em quý hàng các bạn có thể suy nghĩ và đầu tư cần những cái thùng siêu dài. Rồi, xe thì đường kính mâm á, là rơi vào khoảng 16 inch, vỏ 7.5, vỏ thì cũng rất là lớn tương đối, khung gầm cao, nước sơn màu xanh rất là bắt mắt và rất là đẹp. Tiêu chuẩn khí thải Euro 2, xe ga cơ cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu, máy cũng rất là khỏe. Dòng này phụ kiện thay thế cũng rất là nhiều, linh kiện thay thế dòng Vim này cũng rất là nhiều. Xe của Việt Nam mà anh em, Việt Nam, hàng Việt Nam chất lượng cao, hàng Việt Nam thì phụ kiện thay thế rất là yên tâm. Đó. Với số loại của em nó là VT260 phiên bản thùng kính. Đây, dòng này thì hồi xưa rất là ưa chuộng, tại vì được cái thùng rất là dài. Đó. Nếu anh em quan tâm và yêu thích cái dòng sản phẩm này thì cứ liên hệ trực tiếp với mình hay số điện thoại 0937965342 để đến đây xem xe, trải nghiệm và lái thử. Vỏ lốp còn khoảng 70% anh em, gai còn rất là cao đây, cầu cũng rất là lớn, cầu không xì nhớt, không gì hết nha, cam kết không đâm đụng, không xì nhớt, xe zin rất là đẹp, sàn sắt cũng rất là dày, thùng tiêu chuẩn thôi. Lớp trong lớp tôi ăn kẽm dày 6 gem, ở giữa có khung xương, giờ lớp mất shop, lớp ngoài là lớp inox dập sóng 430 cũng dày khoảng 6 gem gần gần đó. Nói chung thùng tiêu chuẩn thì không có gì đặc biệt, thùng tiêu chuẩn thì nó chỉ là sắt kẽm bình thường thôi. Nếu anh em mua về mình có thể làm thêm về một lót một cái lớp sàn inox, hoặc là trắng thêm một lớp sàn inox, hoặc là gia cố thêm cái thùng cho nó chắc chắn, tùy theo mục đích chở hàng hóa và yêu cầu sử dụng xe và mặt hàng anh em chuyên chở như thế nào thì mình về có thể làm thêm. Thì đây là một cái thùng tiêu chuẩn bình thường, hai dạng cửa sau container, lớp ngoài inox, tay khóa cửa bằng inox rất là xịn sò, cũng còn rất là đẹp. Nói chung thùng còn rất là ok, rất là đẹp. Đó, đầu cabin zin và rất là đẹp, máy cũng máy là máy zin luôn, máy còn rất là đẹp luôn anh em. Đó, nói chung mọi thứ trên xe đều còn rất là hoàn hảo để anh em quý hàng có thể suy nghĩ đầu tư với cái dòng sản phẩm của Vim như thế này, Hyundai, máy Hyundai Kia
nói chung là liên danh thôi, động cơ liên danh. Đây cầu máy hộp số à. Còn rất là khô rang, rất là đẹp luôn, vỏ lốp cũng còn rất là cao, nhíp nhíp cũng còn rất là dày luôn anh em, dày cộm luôn đó. Chú cũ ở đôn thêm mấy lá nhíp rồi nên xe này cổng tảng rất là tuyệt vời nha. Khung sexy nè, không mục ngọt nha anh em, rất là dày và rất là cứng cáp luôn, cứng khừ luôn. Cụm đèn pha có dãy chiếu sáng đèn led ban ngày nhìn rất là bắt mắt và rất là sáng và rất là đẹp đó. Nói chung xe thì mình cảm thấy còn rất là ok, rất là tuyệt vời, để anh em quý hàng có thể cân nhắc đầu tư một cái dòng xe tải nhẹ vô thành phố thùng siêu dài như thế này. Đấy. Thì xe này không hỗ trợ ngân hàng được anh em. Tuy đời cao 2017 nhưng mà nó là xe của Việt Nam, lắp ráp và sản xuất, ngân hàng không hỗ trợ với cái dòng xe tải cũ. Ngân hàng xe này mua mới thì mới hỗ trợ thôi, mua cũ thì ngân hàng không hỗ trợ những cái dòng xe của Việt Nam và Trung Quốc. Ngân hàng chỉ hỗ trợ những cái dòng xe của Isuzu, Hyundai hoặc là Hino, những dòng xe chính hãng và mức vay khoảng 50-60% tùy theo yêu cầu và điều kiện vay của khách hàng, ngân hàng sẽ xét duyệt lại. Với dòng xe tải cũ, ngân hàng xét duyệt rất là khó khăn, rất là nhiều chi phí và rất là nhiều thủ tục rắc rối về cái dòng xe tải cũ. Nếu được anh em có thể mua tiền mặt cho nó đơn giản. Mình có thể thế chấp bằng đất, mình vay xong rồi mình mua xe. Đó, hoặc là vay để mua xe lại nó sẽ dễ dàng hơn. Nội thất thì còn rất là đẹp. Đó, máy lạnh. Hộp số thì 5 số tiến, 1 số lùi. Đó, hộp số thì cũng rất là nhẹ nhàng và rất là êm ái. Xe máy lạnh rất là lạnh luôn anh em. Ghế 3 chân ngọc da cũng rất là sang trọng. Nội thất cabin cũng rất là đẹp, vô lăng có trợ lực rất là nhẹ nhàng. Thì xe này đi được khoảng 83.000 km, gần 4 năm mà đi khoảng 83.000 km thì mình cảm thấy cũng rất là tương đối. Nói chung là xe còn rất là ok, rất là chất lượng và rất là xịn sò. Để anh em quý hàng cùng các bạn có thể suy nghĩ để đầu tư kinh doanh với cái những dòng xe thùng siêu dài tải nhẹ vô thành phố như thế này. Nếu anh em quan tâm cái dòng sản phẩm này cứ gọi ngay cho mình ở số điện thoại 0937965342 để đến đây xem xe, trải nghiệm và lái thử và cảm nhận về em nó. Nếu cảm thấy phù hợp với nhu cầu vận tải vận chuyển hàng hóa của anh em quý hàng cùng các bạn, có thể đầu tư kinh doanh và lựa chọn em nó. Một chiếc xe tải của Việt Nam, một em gái Việt Nam, một chiếc xe chân dài thùng siêu dài. Ok, cảm ơn anh em quý hàng của bạn đã theo dõi cái video giới thiệu về cái mẫu xe tải cũ của bên mình. Hẹn gặp lại anh em quý hàng trong những cái video giới thiệu về cái mẫu xe tải cũ tiếp theo của bên mình, cũng như là báo giá, cập nhật tình hình giá xe tải cũ trên thị trường cho anh em quý hàng của bạn nắm thêm về tình hình giá cả xe tải cũ đang có mặt trên thị trường. Xin chào, hẹn gặp lại anh em quý hàng của các bạn. Cảm ơn rất nhiều.